Xin kính chào quý khán giả đang dõi kênh Bến Thuần Hoa nhé. Trong cái video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách đấu lối giữa vang số chỉnh cơ ghép với lại cục đẩy 4 kênh nhưng mà các bác sử dụng ở nhà là nhiều loa. Cụ thể là có một cái đơn hàng gửi cho một anh khách ở Ninh Bình, Nho Quan Ninh Bình nhá. Đó, bác Lê Quang Bình ở Nho Quan Ninh Bình mua bên em một con đẩy 4 kênh mã là LA904 mẫu mới ra của bên em. Trong cái video clip trước em có giới thiệu và tháo cả mặt trên ra để giới thiệu anh em, và hôm nay thì em sẽ có cái đơn hàng gửi cho anh khách. Thì nhà bác đấy là đang sử dụng là một con vang cơ có rồi, và ở nhà bây giờ đang có con đẩy 2 kênh. Bây giờ bác mua thêm con đẩy 4 kênh và sử dụng theo cái cấu hình loa ở nhà bác đang có sẵn là một cặp loa full 30, một cặp loa full 30 và một cặp loa làm bát 25 và một chiếc súp hơi bát 50. Vì để ghép với con đẩy 4 kênh này thì em sẽ tư vấn cho bác là sử dụng con đẩy 4 kênh của BS Audio mã mới bên em mới ra. Thì sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của hãng BS Audio, mã là LA904. Thì các bác xem qua cái video này có thể là đấu lối ở nhà được. Các bác xem qua có thể tự nhà mình có thể kết nối được với lại con vang số, vang cơ. Với lại cấu hình loa nó không đồng bộ. Không đồng bộ tức là nó sẽ có loa to, loa nhỏ, loa lớn, loa bé. Đấy. Thì các bác sẽ có thể là tự mình căn chỉnh cũng như là làm sao cho nó hiệu suất làm việc của con đẩy này nó đạt mấy mức tối đa nha bác nhá. Bác xem video nhớ ủng hộ kênh Bến Thuần Hoa bằng cách nhấn nút like này. Bác nào mà chưa hiểu có thể comment ở phía dưới của cái video này thì em sẽ có những cái comment trả lời các bác. Đấy. Các bác xem video nhớ ủng hộ kênh bên em nhá. Rồi ok, đầu tiên ở đây các bác có thể thấy là một con đẩy 4 kênh, nó sẽ có 4 kênh, mỗi kênh con đẩy này nó vào 900W một kênh anh em nhá. Thì các bác về đánh theo cái cấu hình của nhà bác khách kia thì là sử dụng một cặp loa full 30, một cặp loa làm bát 25 và một chiếc súp hơi. Thì cụ thể là khi mà các bác đấu ở đây thì các bác sẽ có hai cách để mà các bác đấu với lại với cái đống loa mà vừa cấu hình như của một bác khách vừa rồi. Nếu như ở nhà mà các bác đẩy 4 kênh mà bác đánh vào một cặp full 30 và một chiếc súp hơi 50 thì quá dễ rồi. Chúng ta đánh ghép một kênh số 1 và kênh số 2 này vào loa full và gộp hai kênh 34 này vào một và là một để đánh một chiếc súp hơi thì rất là dễ rồi. Ở đây thì cái cấu hình của bác kia thì là có một cặp full 30 và một cặp loa làm bát 25 và một chiếc súp hơi. Thì các bác sẽ đấu như nào thì ở đây sẽ có chia sẻ các bác là sẽ có hai cách nhá, hai cách để các bác đấu. Thông thường sẽ là bác có thể là đấu song song một chiếc 25 và một chiếc 30 đấu vào kênh số 1, một chiếc 25 và một chiếc 30 còn lại sẽ đấu vào kênh số 2. Như vậy là chúng ta sử dụng hết hai cổng rồi. Và cái kênh 3 kênh 4 này các bác sẽ gộp vào làm một, gạt sang chế độ Bright tức là gộp hai kênh công suất này vào làm một để đánh một chiếc súp hơi. Đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai các bác có thể là đấu đó chính là kênh số 1 và 2 các bác sẽ đấu vào loa full 30 cho em. Và kênh số 3 này các bác sẽ lấy đường tín hiệu center từ con vang cơ vang số gì đó vào đây cổng số 3 để đánh một đôi, tức là gộp các bác sẽ đấu một đôi bắt 25 vào một cổng số 3 này nhá. Và kênh số 4 này các bác sẽ đấu vào cách vào cái con súp hơi 50. Đấy, đấy là cách thứ hai. Có hai cách các bác đấu. Nhưng hai cách này nếu một cách thứ nhất để mà so sánh ra thì các bác có thể hiểu là giữa cái loa 30 và cái loa 25 bác đang dùng, vì ta đấu là đấu một chiếc 30 với một chiếc 25 thì nó sẽ là nếu như bác đấu song song vào nó sẽ gây ra hiện tượng đó là nó sẽ có thể là bác nghe thấy cái loa to này nhiều hơn và cái loa nhỏ ở trên nó sẽ bị bé đi hoặc là nó sẽ không được đồng bộ. Thì cái là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai em vừa mới chia sẻ dưới đó chính là sẽ đấu riêng một cặp 25, riêng cái một cặp 25 này vào kênh số 3 và lấy được tín hiệu center ở trên con vang cơ hoặc là vang số xuống đây, và kênh số 4 này sẽ đánh riêng một đường súp riêng vào đây. Đấy. Thì cách số 2 em chia sẻ ở đây nó sẽ thì bác có thể là điều chỉnh riêng biệt được từng chiếc loa một. Đấy, từng chiếc loa và cái công cổng số 3 này nó sẽ đấu cái một cặp ba loa bắt 25 thì bác có thể điều chỉnh riêng cho cái cặp loa 25 đấy và điều chỉnh riêng cho cặp loa 30 và điều chỉnh riêng cho loa súp. Thì các bác có thể căn chỉnh làm sao trên cái con này nó độc lập riêng biệt ra thì nó sẽ đỡ hại loa hơn là các bác đấu gộp chung cái 25 và 30 vào cái cổng 1 2 này, đúng không ạ? Đấy, đây là cách thứ hai.
Thì bây giờ cụ thể ở đây em sẽ quay đằng sau này ra để hướng dẫn anh em cách đấu nối rắc tín hiệu nhá, và cái đấu ra loa. Đằng sau này thì con đẩy này nó sẽ có cái phần đầu vào đầu ra. Đây cụ thể đây nhìn các bác luôn. Thì trên con đẩy này nó sẽ có bốn cái đường vào nhá. Nó có sẽ có là input 1 này, input 2, input 3 và input 4. Đây là bốn cái đường tín hiệu vào. Và trên này nó sẽ có là đường output 1 này, đây là đường dẫn loa này. Cổng số 1, cổng số 2, cổng số 3, số 4 bằng jack electric. Và đây là những cái jack cài loa để ra kênh số 1 và kênh số 2, kênh số 3, số 4. Đấy, đây là những cái đường ra loa. Đây là những đường tín hiệu vào nhá. Thì ở trên con đẩy đây là đẩy nó như vậy. Thì ngoài ra thì hướng dẫn qua một chút, bác chia sẻ với bác một chút một cái phần jack tín hiệu mode ở đây. Các bác nhìn thấy đây nó có cái dấu là 0.7V, 1.0 và 1.4. Thì đây là chính là cái phần đường độ nhạy tín hiệu đầu vào nhá, tức là những cái đường tín hiệu đầu vào. Nếu các bác để gạt nó sang 1.4 này thì cái công suất nó sẽ nhỏ bớt đi, tín hiệu đầu vào nó sẽ cản lớn hơn. Còn nếu anh em gạt xuống 0.7 này là sử dụng hết toàn bộ cái công suất là sẽ của con đẩy này, nó sẽ nghe nó sẽ là to nhất đó. Còn bên trái bên cạnh đây là sẽ có một cái gọi là braille, ở trên cùng là chế độ braille này, viết tắt này bằng chữ BRG, ở dưới là Sitte Audio và dưới là Baranet. Thì giải thích cho bác qua mấy cái phần công tắc gạt này như sau. Khi mà bác để chế độ ở giữa này là Sitte là sẽ phải có hai loa nhá và hai vế tín hiệu đi vào thì mới gọi là Sitte nhá. Có hai vế đi vào gọi là Sitte. Thì là sẽ bác phải có hai đường tín hiệu 1 và 2 vào đây. Thì trên con vang nó bao giờ cũng thiết kế một hai cổng chính là hai cổng đây, bác nhìn đây, trái phải này, này gọi là Sitte. Còn gọi là Sitte, chế độ Sitte nhá. Cái chế độ thứ hai ở đây có thể thấy là chế độ Baranet, viết tắt đó chính là chế độ của cái tín hiệu mono. Mono là gì? Khi bác gạt xuống đây, gạt xuống tín hiệu này thì bác chỉ cần cắm một đường dây tín hiệu vào đây và nó sẽ ra được cả hai vế của đẩy nhá. Có nghĩa là anh em cắm một đường tín hiệu dây vào cổng số 1 này, nó sẽ ra được cả hai vế của con đẩy này, có kênh 1 số 2, kênh 1 và kênh 2 của con đẩy này đều có tiếng ra nhá. Đấy là tín hiệu của Sitte. Và cái chế độ trên cùng này, và cái chế độ trên cùng này anh em hiểu nào, chế độ Braille nó sẽ gộp hai vế công suất của con đẩy 1 2 này vào con gộp hai vế công suất 1 và 2 này vào thành là 1. Có nghĩa là ví dụ con này cổng số 1 là 900W, cổng số 2 là 900W đúng không ạ? Nó sẽ gộp hai kênh về là 1, nó sẽ công suất của cả cái vế bên bên 1 2 này vào 1 thì nó sẽ ra đưa cho công suất là khoảng độ 1800W một kênh. Đấy, tức là gộp hai kênh về là 1. Thì trên cái con này nó sẽ có cái rắc tín hiệu, có cái phần ký hiệu để các bác có thể phân biệt được vế trái vế phải, cái cộng trừ, cái cổng âm dương của để các bác đấu ra loa bằng cái này. Nó sẽ đấu với bên đỏ này sẽ là trừ, bên đỏ bên phải này nó sẽ là cộng, nó đánh dấu là chữ braille này, bao nhiêu hình cái loa này. Đấy, anh em phải hiểu như vậy. Nó sẽ nếu các bác gạt sang chế độ braille như thế này, gạt lên trên cùng thì anh em sẽ phải đấu vào hai cọc màu đỏ này. Đó, thì nó mới ra được cái gộp, mới là cái tác dụng của gộp hai kênh vào là 1. Còn nếu như anh em gạt sang chế độ Sitte như ở giữa như thế này thì nó bác sẽ phải có hai đường tín hiệu vào riêng biệt và sẽ đưa ra hai kênh riêng biệt như thế này. Ok, thì đầu tiên các bác muốn đấu nhiều loa thì sẽ phải chuẩn bị cho em một ít dây ca lông đực cái, hai đầu đực cái. Em sẽ đấu cho bác. Ở trên con vang này thì sao? Ở trên con vang cơ, em lấy một cái ví dụ con vang cơ này của em. Trên con vang cơ này thì nó sẽ có những cái con vang cơ và vang số thể loại nó khác nhau. Thì trên con vang này bao giờ nó cũng có sẽ đường vào và đường ra. Ở trên này nó có đường vào là input 1, input 2. Những input từ chữ in này là vào này, có nhìn chưa? Input là vào nhá. Toàn bộ khóm bên này là input 1 này, 2 này, rồi là đường quang học vào in digital input này, chính là rắc quang từ TV xuống là cái rắc cổng này. Còn các bác cắm rắc hoa sen từ điện thoại vào đây hay là từ máy tính vào đây thì bác cắm qua cổng này cũng được, là input 1 2 này. Đây toàn bộ đây là những cái đường vào. Và bác nhìn sang bên phải này cho em, bên này nó sẽ có những cái đường ra riêng, ví dụ như là đây đường R output này, L output là hai cổng chính của con vang này. Hoặc là trên con vang này cũng thế này, nó sẽ có chia ra đường tín hiệu riêng này. Đây.
sụp quốc output này, đây là đường riêng cho loa sắp này, bác nhìn thấy chưa, sẽ cầm đây là đường center out này, đường phải trái của loa cổng chính này. Thì tương tự như vậy, ở đây mình quy định luôn cho nó cái của nhà trường hợp nhà bác khách kia, đó là cổng số 1 mình sẽ đấu vào một loa full 30 nhá, và sẽ đấu ra tín hiệu vào đây. Được chưa? Cổng số 2 sẽ đấu lốt chiếc loa 30 còn lại vào cổng số 2. Đây là cách các bác sẽ được chia sẻ. Đây là cách cổng số 2 đúng không ạ? Và hai cái đường này chúng ta sẽ đứng một là vào một chiếc loa full 30 và một cổng số 2 vào một chiếc full 30. Và cái cổng số 3 anh em sẽ đấu như nào? Cổng số 3 anh sẽ đấu vào cổng center này cho em. Đây, center đó. Center bác sẽ đấu vào cổng số 3. Và trên cái cổng số 3 này thì nó sẽ bác sẽ gộp hai chiếc loa bass 25 đấu chung tất vào cái cổng đấu gọi là đấu song song ấy, đấu vào cái cổng số 3 này cho em. Đó. Và cái kênh số 4 anh em sẽ đấu vào một chiếc loa súp. Đây sẽ phải cần một rắc nữa để đấu vào loa súp riêng để điều chỉnh riêng cho một cái chiếc súp 50 của bác kia. Đây, bác sẽ đấu vào cổng số 4 này. Như vậy là phần tín hiệu em đã kết nối xong. Các bác hiểu chưa? Cổng 1 2 bác sẽ đánh vào loa full 30. Và cổng số 3 anh em sẽ đấu đánh một đôi nhá, tức là hai chiếc ấy, hai chiếc full 25 và cổng số 3. Và cổng số 4 các bác sẽ đấu vào cổng loa sắp của đẩy từ sắp ra đường tín hiệu ra của con vang cơ này, ghép với lại cổng số 4 của con đẩy này. Đó, đấy là toàn bộ cái cách đấu lối phần tín hiệu. Và phần gian loa thì các bác đấu tương tự như vậy thôi, em đã chỉ chi tiết rồi, ở đây em chỉ quay ví dụ thôi. Bác sẽ xem qua sẽ rất là dễ hiểu rồi. Đấy, nhắc lại một chút cho bác này, cổng sub này đánh cổng số 4 này, đây sẽ ra loa và loa sub này, cổng số 3 đấu cổng center vào đây, và anh em sẽ đấu hai cái loa lầm vào cổng số 3 và cổng số 1 số 2 sẽ đấu vào loa full 30. Vậy là chúng ta đã xong phần kết nối. Và trên cái con vang nó bao giờ nó cũng có cái đường chỉnh riêng cho loa sắp, ví dụ như là con này, cái phần sub volume này là to nhỏ và đường tín hiệu ra nhá, cái F REQ này chính là cắt tần số, thông thường anh em sẽ để mức dưới cùng này là 50. Cái vang này nó cho phép mình cắt từ 50 Hz cho đến 250, thì anh thông thường em sẽ để ở mức 70 đến 80 Hz thì tiếng sub bass nó sẽ gọn và tròn tiếng hơn. Đấy, đây là cái kinh nghiệm anh em thường thường hay lắp và chia sẻ với bác luôn cho được việc nó nhanh gọn. Và cái cổng center out thì sao? Center này thì tùy các con vang, có những con như con vang này thì nó là cổng music, ấn vào mic nhả ra thì tùy theo, có những cái nó là sản xuất của hãng nó đưa ra là mục đích của nó là như nào thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đây là đường center volume, là đường điều chỉnh cái chiết áp đường ra cho cái cổng center này đó. Hoặc là con vang ở dưới này, con vang dưới này nó sẽ không có cổng center thì các bác đấu như nào? Nếu không có cổng center ấy, thì nó sẽ có cổng khác, ví dụ cổng SL, SD, RNAU này bằng rắc hoa sen, nó không có rắc calon chuyên nghiệp như thế này thì anh em sẽ đấu như nào? Thì đơn giản thôi, thì chúng ta chỉ cần lấy một đường tín hiệu output của cái cổng SLR này xuống cái cổng số 3 này là được. Thì các bác sẽ phải lấy cái rắc là rắc hoa sen, một đầu hoa sen này và một đầu là rắc ba chân như thế này vào cổng số 3 và sẽ đấu vào cái cổng SLR. Tại sao lại phải đấu vào cổng SLR? Bởi vì là nếu anh em muốn điều chỉnh riêng biệt cả đường mic và đường nhạc bằng cái con vang như của em đây, ví dụ có đây em lấy ví dụ thôi nhá, đây là cái con vang số chỉnh cơ BD-M10 thì nó có cổng riêng biệt như thế này là SL, S Music và mic volume, S Music volume, thì các bác có thể điều chỉnh riêng biệt được tiếng mic và cái tiếng nhạc riêng biệt cho cái cổng số 3 này. Nhưng chúng ta chỉ cần lấy một đường tín hiệu thôi, một đường tín hiệu từ trích từ con sắc hoa sen này xuống cổng số 3 này là các bác có thể lấy là thay cho cái cổng center, cũng giống như ở trên con vang bên trên này, nó có đường rắc riêng này, nhưng con dưới này không có, chúng ta phải cắm riêng vào cái cổng SL là bằng một rắc thôi nhá, bằng một dây rắc tín hiệu thôi vào cái cổng số 3 này là xong. Đó, nên là cái cách chúng ta có thể thiên biến vạn hóa rất là nhiều vang số, vang cơ nó khác nhau, anh em có thể là
hiểu được thì bác sẽ đấu được thôi, rất đơn giản. Hoặc em sẽ lấy một cái con vang số, lấy ví dụ cho anh em nhé. Ví dụ đây mình sẽ lấy một cái vang số ra để ví dụ thôi, anh em xem qua video này có thể làm được hết. Ở đây, ở đây như ví dụ con này vang số này chẳng hạn, thì em sẽ, các bác sẽ đấu như nào? Nó sẽ có hai cổng chính này, ML là hai cổng mê nào này, các bác sẽ đấu ở cổng 1 2, cổng center riêng này thì các bác chỉ lấy một cổng center này vào, cổng sub riêng này, con này thêm cổng SLSR là cổng surround ở đằng sau. Bình thường thì bác đấu như cách vừa rồi em trình bày thì là các bác chỉ cần sử dụng hết 4 cái đường này thôi, cổng 2 cổng chính, một cổng center, một cổng sub đó. Xong, đây là có đề vang số thôi nhá, đề vang số cao cấp luôn nhá. Đấy, các bác để xem. Đây là vang số này. Video nó hơi dài, anh em xem tỉ mỉ một chút thì sẽ hiểu. Đây là vang số còn hoài nhá. Đấy. Rất là dễ. Rất là nhiều vang số, nó chỉ có nhanh quay nghi quẩn lại mấy cái cách đấu như vậy thôi. Đây những con vang số này thì sao? Đây. Nó sẽ có đường SLSR Output Center này đó. Nó chỉ có ngừng lấy cổng thôi. Không có nhiều, là hai cổng chính này, cổng sub này, cổng sen này, đó. Nói chung là rất là dễ, các bác xem video là làm được hết. À, các bác bỏ ra 5-10 phút để xem qua video sau bác đấu thì không chạch điêu được luôn. Đấy, các bác nhìn thấy ạ. Đây là video hướng dẫn bên em, các bác nào mà chưa hiểu hoặc là chưa hiểu thì bác có thể để lại câu hỏi phía dưới, em sẽ có những cái tư vấn và phản hồi cho bác. Và nhân tiện cũng quảng cáo luôn cho anh em này, con đẩy 4 kênh này, con đẩy 4 kênh của bên em đang bán với giá là hơn 8 triệu một chút, hàng mới bảo hành đôi năm, hàng mẫu mới ra của bên BS Audio, mã là LA904 nhá. Rồi xin chào bác, hẹn bác ở cái video của clip tiếp theo nhé.